À, chúng ta phân tích đề bài này. Đề bài cho hỗn hợp A chứa 3 este mạch hở, mỗi este thì không chứa quá hai nhóm chức. À, cho A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch nào H2M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp muối X và hỗn hợp ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn X trong oxy dư thì thu được 6,72 lít khí CO2. Nếu đốt cháy hoàn toàn ancol Y thì sẽ trong oxy dư thì thu được 13,44 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn. À, xác định công thức cấu tạo của mỗi este trong A. Thế vậy bài tập này người ta yêu cầu là chúng ta sẽ đi tìm 3 este đấy có công thức cấu tạo là như nào. Thế vậy chúng ta sơ đồ hóa bài toán như sau. Mình có đây là hỗn hợp A. Và hỗn hợp A đây sẽ là có 3 anh este, 3 anh este, và cả 3 anh este này đều mạch hở các bạn nhé, đều mạch hở và nó không không quá hai nhóm chức. Và anh này có khối lượng gì không? Không thể nói năng gì, anh này có khối lượng gì? Anh này cho tác dụng với NaOH này. Anh này cho tác dụng với NaOH đây. Lượng NaOH đây người ta lấy một lượng là vừa đủ này thì bằng 0,6 mol, 0,3 nhân 2. Anh này sẽ có số mol là 0,6 mol. Thì mình sẽ thu được đây đó là hỗn hợp muối x đó, và đây sẽ là hỗn hợp ancol y đó. Còn hỗn hợp muối x thì chứa cái gì thì mình không rõ, hỗn hợp ancol y thì chứa ancol gì mình cũng không rõ, chỉ biết rằng anh này tiến hành đốt trong oxy, anh này đốt trong oxy này đó, đốt trong oxy là đốt anh muối này, đốt anh muối x trong oxy thì thu được CO2 đây là bằng 0,3 mol, thu được ở đây CO2 là bằng 0,3 mol đó. Còn hỗn hợp Y ở đây thì nó chứa ancol và anh này cũng đốt trong oxy, cũng đốt trong oxy và thu được ở đây là số mol của CO2 là bằng 0,6 mol. Thế vậy đối với tập này thì người ta chỉ cho chúng ta ba dữ kiện: một số mol NH, hai số mol của CO2 do đốt muối, và hai đó là số mol của CO2 khi đốt thẳng ancol. Thế vậy bài tập này chúng ta sẽ tư duy như sau. Khi bài toán mà cho số mol của NH thì đây là một dữ kiện cực kỳ quan trọng và gần như nó là chìa khóa của mọi mọi bài toán liên quan đến thủy phân este các bạn ạ. Thì đây chúng ta có này số mol của NaOH bằng 0,6 mol. Khi số mol của NaOH bằng 0,6 mol này thì nó sẽ bằng số mol của nhóm COO trong este, tức là trong cái hỗn hợp este A. Và nó sẽ bằng tiếp số mol của nhóm OH, số mol của nhóm OH trong ancol. Nó sẽ bằng tiếp số mol của nhóm COONa trong muối các bạn nhé. Đó. Tất cả mấy thứ này nó đều bằng nhau hết và nó đều bằng 0,6. Thế vậy thì chúng ta nhận ra một điều như sau. Thế vậy thì chắc chắn là hỗn hợp muối X này nó sẽ phải là chứa một anh đó là COONa đây rồi. Mà COONa đây nó bằng 0,6 mol nhé, 0,6. Đúng không ạ? Bạn nhìn thấy không ạ? Thì ở đây carbon đây thì mới có là 0,3. Thế vậy còn carbon nó đi vào đâu? Anh này. Thế vậy chúng ta để ý như sau này. À, natri này cuối cùng thì nó sẽ chui vào trong Na2CO3. Na2CO3 đúng không? Thế vậy Na đây là 0,6 này thì Na ở đây sẽ là 0,3. Và carbon nhé, carbon trong cái muối X này thì có thể là còn có cả carbon đây nữa, carbon hydro và CONa. Thì toàn bộ cái lượng carbon trong hỗn X này này nó chui hết ở trong CO2 và chui vào trong Na2CO3. Được chưa? Thế vậy là chúng ta sẽ xét muối nhé. Chúng ta sẽ xét xét cái phản ứng đó là đốt muối X. Đốt X trong oxy thì ta sẽ có như sau này. Số mol của Na2CO3, số mol của Na2CO3 thì sẽ bằng là 0,3 mol. Dựa vào đâu mình biết? Đó là dựa vào bảo toàn natri nhé. Dựa vào bảo toàn natri mà mình biết được cái chi tiết này. Thế vậy thì chúng ta thấy một cái điều tình cờ như sau. Đó là số mol carbon trong muối X. Số mol carbon trong muối X thì đây mình bảo toàn carbon này, bảo toàn carbon thì carbon trong muối X này nó sẽ chui vào hai chất này, phải không ạ? Chui vào hai chất này và nó sẽ bằng là 0,3 cộng 0,3 là bằng 0,6 mol. Và có một điều rất tình cờ, nó lại bằng đúng số mol của nhóm trước luôn, bằng đúng số mol của nhóm COONa luôn. Đấy. Thế vậy thì chúng ta hiểu như nào? Khi mà toàn bộ carbon trong muối nó lại nằm hết ở trong nhóm trước thì sao? Thì suy ra ở đây đó là hỗn hợp X. Đấy. Thì có toàn bộ carbon hỗn hợp X này thì toàn bộ carbon nó nằm trong trước. Thế vậy thì nó chỉ có thể là có hai muối thỏa mãn được thôi. Một đó là anh muối HCONa và muối thứ hai đó là COONa, tất cả hai lần như này. Đó. Thì toàn bộ carbon nằm hết ở trong trong trước đúng không? Toàn bộ carbon nằm ở trong trong trước. Và tại sao nó lại như vậy? Thì bài tập này người ta bảo là không quá hai trước thì đấy, chỉ có thể là hai anh này thôi. Hỗn hợp muối mà thì phải ít nhất là phải có hai muối, và hai muối đều phải có đặc điểm đó là gì? Số C. Đấy, toàn bộ C phải nằm hết ở trong trong trước thì đấy, chỉ có thể hai muối này thôi các bạn ạ. Xong nhé. À, tiếp này chúng ta xét tiếp một cái khía cạnh thứ hai, đó là xét cái phản ứng đốt ancol đúng không? Đốt y,
đốt y, đốt y trong oxy đó. Thì chúng ta thấy một điều như sau, đó là số mol của C và số mol của CO2, số mol của CO2 thì nó cũng chính là số mol của carbon nằm trong ancol bằng bao nhiêu em? Nó bằng 0,6 mol đúng không? Số mol CO2 mà người ta cho 0,6, thầy có thể kéo lại một chút cho bạn nhìn nhé. Đó, đốt cháy ancol y này thì số mol CO2 là 0,6. Thế vậy dẫn tới carbon trong y cũng sẽ bằng 0,6. Tiếp này, mà anh trong y này thì có nhóm trước OH đúng không? Nhóm trước OH đây thì mình cũng là bằng 0,6. Thế vậy thì chúng ta lại để ý một cái chi tiết quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ dễ thấy là số mol của carbon lại bằng với số mol của oxy và đều bằng 0,6. Nên suy ra là số C trong ancol thì số C lại bằng với số O. Số C lại bằng với số O. Đó. Thế vậy thì suy ra đó là hỗn hợp Y chúng ta, hỗn hợp Y chúng ta bắt buộc nó phải chứa hai ancol. Hai ancol nào mà nó lại có số C bằng số O thì ancol thứ nhất đó là CH3OH và ancol thứ hai đó là anh C2H4OH tất cả hai lần. Đó. Bởi vì bài tập này là mỗi este không quá hai nhóm chức. Thế vậy thì chỉ có thể là đơn chức và hai chức thôi chứ không thể có ba chức được bạn nhé. Đấy, sau khi mình có được ở đây là ancol rồi, đúng không? Mình đã có phần gốc muối rồi. Thế vậy suy ra ba anh este. Ba anh este chúng ta sẽ gồm có này. Thứ nhất đó là HCOCH3, đây là anh thứ nhất. Anh thứ hai đó là anh COO, COO CH3, COO CH3. Và anh cuối cùng đó là anh ancol đúng không? Anh ancol hai chức thì phải ancol mà đã hai chức CH4 đây thì nó sẽ phải gắn với cái phần gốc axit đơn HCO đó tất cả hai lần CH4. Thế vậy thì chúng ta sẽ có công thức của ba este là như này. Và bài tập ở đây là kết thúc, bởi vì bài tập này thì có một bạn ở trên hỏi trên fanpage các bạn ạ. Thì chắc là một bài tập tự luận thôi, thầy cũng thấy không thấy có đáp án trắc nghiệm gì cả, đoán là chắc là một câu này bạn ấy hỏi thôi, là một câu tự luận không có đáp án ABCD. Vậy đến bài toán đến đây là kết thúc rồi các bạn nhé. Ba công thức cấu tạo của ba te đó là ba chất này.